Vậy là năm nay chúng ta đã có suất vào chung kết. Đúng là không phụ công hò hét dã man. Hành trình vừa qua diễn ra cũng mang đến rất nhiều thách thức, nhưng mà bao bàn thắng phải nói rất phê. Trận gặp Lào chơi tốt, Việt Nam mình ghi 3 bàn. Mở màn là pha súng đầu tiên gọi tên Công Phượng. Phượng nhìn thẳng vào khung thành tung một cú sút căng. Rồi bù giờ hiệp 1 đến anh Đức lại ghi thêm bàn. Quả phạt phút 68 bàn tên hiện lên Quang Hải. Vậy là 3-0 tỷ số dành cho những quyết tâm. Chúng ta thắng rồi, trận này là lượt hai ra sân tiếp khách ở Mỹ Đình. Gặp đội tuyển Malaysia bên kia cũng rất kinh. Vậy mà ngọt ngào khi đội ta tặng phán hai trái xinh. Chúng ta thắng rồi, một bàn là Phượng ghi siêu hay tung ra từ chân phải. Rồi từ đường chuyền lên anh Đức làm thêm phát nữa này. Vậy là ân tình luôn tỷ số trận 2-0 quá hay. Trong trận đấu này số phần trăm Việt Nam cầm bóng tuy không nhiều, nhưng ta dùng tốt hơn má bao nhiêu, cho nên sút vô chúng gôn gió siêu. Đến trận ba gặp Myanmar hòa không bàn thắng nên hơi buồn, ta cho hay hơn nhưng vẫn chưa may, cho nên chung quy cũng hơi cay cay. Tiếc nhất có lẽ phải nói là cú việt vị khi bóng trung đinh vào lưới rồi thì cờ biến phất lên một cách là kỳ. Dân ta đang vui rồi bỗng làm đi, bao nhiêu fan vùng lên kêu tên đồng chí trọng tài đòi bom bom. Không tin pha vừa xong tình huống toàn đá Việt vị đòi bom bom. Ngoài ra thêm hai tình huống từ chối phạt đèn xem ra thật khó trôi. Xem đây Phượng ngã vòng cấm nhưng sao còi trắng vang. Rồi phút 89 hậu ngã sau pha tranh chấp rất gắt của đội bạn, chẳng thấy chú áo đen ra cho Việt Nam penalty. Dù tiếc nuôi cùng thật nhiều, cơ hội vẫn rất là nhiều. Sau trận đấu dâu hòa này mà lưới vẫn giữ sạch này, ta bước tiếp trận 4 nào, đá chân cuối vòng bảng nào, đá với đối thủ cam xem ra ta cũng chẳng quá lo. Thật đúng bởi ở trận này Lâm Tây rất là nhàn này, chủ yếu đứng đó xem đồng đội thi nhau ghi bàn này. Ba không cho bạn cầm về chia tay nhau ở giải này, chính thức nhất bang A Việt Nam ta vô vòng tiếp nha. Chúng ta thắng rồi và là lần đầu tiên Tiến Linh lập công ở giải này. Từ một đường tạt hay anh bay lên cho cú đánh đầu thật tuyệt vời, 1-0 cả sân họ reo tiếng vỗ tay. Chúng ta thắng rồi và cộng một bàn nữa nay xem tỷ số 2-0 rồi. Vì hai vừa lập công khi duy Pinky chuyên không tồi, còn bàn ba gọi ngay chàng trai này tên Văn Đức thôi. Rằng hiệp 1 Philippines cho san bằng thế trận, vậy mà vào hiệp 2 Văn Đức lại đưa ta dẫn bàn. 2-1 là lợi thế nhiều hơn trận sau đón tiếp Phi. Trận bán kết ở lượt về ta thì quyết tâm tràn trề, Quang Hải sút vô một bàn thật đúng quy như sau là sau khi vào sân Phương cũng ghi công. 2-0 bao nhiêu trái tim vỡ tung. Tổng kết 2-1 tuyệt vời, fan hò hét đến ngập trời.